Xin chào các bác, xin chào tất cả mọi người và chào tất cả anh em. Hôm nay lại tiếp tục hành trình đi câu các bác. Hôm nay em một mình một thuyền, còn anh Phan Tùng lại cho ngồi bè lên bên trên kia. Nay em đem 6 cần, 5 cần câu năng C, còn 1 cần em câu lục nha. Lục thì em lại thiết kế lại một chút nhưng mà xem nó như thế nào. Kìa, anh Phan Tùng đang bên trên kìa các bác nhỉ. Hôm nay nước là nói chung là cũng hơi chảy một chút thôi, gọi là hơi chảy thôi, nước trong đẹp lắm. Anh Tùng đang làm gì đấy? Vớt rác à? Toàn rác bé vớt làm gì? Sao nó lại không lấy nét nữa nhỉ? Nó nhỉ, cái máy quay này để lâu quá mốc rồi à? Con gà chết trôi á? Vớt lên nướng ăn luôn. Bếp anh cất rồi à? Bếp mang về rồi à? À, chào khán giả thế nào? Chào anh em cầu thủ nhá. Phan Tùng hôm nay viết lên hàng. Có anh ạ. Cô bà Phan Tùng hôm nay buồn ngủ quá. Nắng còn chiếu trên đỉnh đồi kìa các bác kìa. Bây giờ chắc cũng tầm 4-5 giờ rồi đấy, 5 giờ hơn đấy. Bây giờ là 5 rưỡi rồi các bác ạ.
sắp ăn rồi nhá anh Tùng ơi. Tùng ơi. Ngủ à? Đêm nay đừng có mà ngủ ấy nhá. Thường thường rất nhiều bạn hỏi câu đêm cá cắn tầm mấy giờ, nó không cứ đâu các bác ạ. Câu đêm ấy thì mình cứ đi sớm một chút. Có hôm thì đi câu tầm này đã ăn rồi. Có hôm thì 9 10 giờ đêm. Có hôm thì 2 3 giờ sáng. Nói chung thì nó không theo ngày đâu. Câu này tùy từng hôm ấy các bác ạ, cá nó ăn sớm ăn muộn. Mình mà xác định đi câu đêm thì cứ đi từ 3 4 giờ chiều cho đến sáng ngày hôm sau về. Đi câu này có bác nào dám khẳng định là không bao giờ bị tụt cá không các bác? Bác nào mà dám khẳng định không bao giờ bị tụt cá thì em không tin đâu. Nên là làm cái video em quay được mà lúc lấy cá nó bị tụt ấy. Nhiều bạn vào bảo là thế này thế kia, nhưng mà thực ra thì nếu bạn ấy dám khẳng định rằng bạn ấy không bao giờ bị đi câu mà không bao giờ bị tụt cá thì điều đó này sẽ không bao giờ xảy ra. Đi câu nó có lúc nọ lúc kia. Các bạn ạ. Đi câu cũng hôm được hôm không, nhưng không phải là hôm nào cũng được. Mà cá đã cắn câu rồi thì không ai dám khẳng định được là cắn 10 con được cả 10 đâu. Nên là đừng trách móc ai khác trước khi mình suy nghĩ nói một điều gì đấy. Các bác nhỉ? Bạn nào mà dám khẳng định đi câu mà không bị tụt cá thì em phong làm thánh câu luôn. Bạn nào mới xem cái video này ấy, thì cái bài mồi đường phên đường đen ấy em hay câu thời gian này là hay câu cái bài này. Bài này có khả năng là nhạy hơn cái bài kẹo kia rất nhiều. Nhưng mà em không biết được. Bởi vì cái bài kẹo kia này em câu vào cái mùa tháng 12 giáp Tết ấy. Tháng 12 dương lịch. Nên hàng cũng nhiều. Nên là cái đường link của cái bài mồi thì em để ở dưới phần mô tả ấy. Các bác xem trên điện thoại thì chắc là cũng khó thấy. Xem trên máy tính hay là laptop các thứ thì dễ thấy hơn. Nên là các bác chú ý xem giùm em với. Nếu bạn nào tham khảo thì vào đấy xem sao. Còn xốp thì ít khi em móc xốp lắm. Hầu như là không dùng mấy. Lỏng ngoằng lắm, móc xốp móc xiếc này. Móc thì em câu móc số 12, móc hộp Trung Quốc ấy nha. Móc Trung Quốc ấy, móc một hộp có 80 cái ấy. Loại đấy có 15 20 nghìn rồi câu vài bữa xong về mình thay. Loại đấy nó cứng.
mong nó cứng, nó khỏe. Ban đầu cũng sắc lắm nhưng mà câu được vài bữa là phải thay thôi. Với lại nếu mà bác nào muốn nâu phải thay thì mua cái hộp móc Triều Tiên nhé các bác nhá. Một hộp móc đấy là hình như nó là 160 mấy cái đấy. Đấy, một hộp móc đấy hiện tại như ở trên em mua ở các tiệm bán đồ câu là 120.000. Hai móc đấy thì khỏe lắm. Thấy chủ quán vào móc Triều Tiên nhưng mà em chả biết được. Kệ. Mình ấy thì mình mua. Các bác xem video này, mới xem thì thấy hay đăng ký like ủng hộ kênh nhé các bác nhá. Còn chia sẻ hay không thì tùy các bác thôi. Dạo này em cũng ít ra video lắm bởi vì cũng cận cận cuối năm rồi nên công việc cũng nhiều. Nên là có thời gian rỗi rỗi thì đi câu thì có video đăng lên cho các bác xem thôi. Buổi chiều nước thời gian này là khá đẹp đấy các bác ạ. Nó hơi lợ lợ nước. Nước nghĩa là hơi hơi đục đục ấy. Chảy rất là chậm chạp. Đây các bác xem này. Nhưng mà không biết là cá nó có ăn hay không. Mùa đông này thì cá nó cũng ăn ít rồi. Ít ăn rồi. Nó không ăn rầm rộ như cái tháng hè. Em tạm dừng video đấy nha. Được cá thì cá mà đóng câu thì quay tiếp cho các bác xem cái phần phấn khích nhất là khi cá ăn. To quá các bác ạ. Này thì thả đi chứ mình câu kéo thì cả đêm cắn được cái con này. Em thả đi nha các bác nha. Quá. Hơn 5 giờ sáng rồi các bác ạ. Buồn quá, buồn quá.
Đây là chính thức nè. Đây em mõm ấy các bác ạ. Này em mõm. Đấy, 5 giờ 56 mà. Bác Phan Tùng đêm qua được 3 con nhưng mà không biết thế nào. Tí nữa về em quay cá bác Phan Tùng cho các bác xem nhá. Chào tạm biệt các bác nhá. Em chuẩn bị thu đồ đi về đây. Hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhá. Xin chào các bác. Sáng rồi, giờ anh em thu đồ xong chuẩn bị về. Em nhục quá chứ phải. Em nhục quá các bác. Thôi anh đừng có cái điệu cười sỉ nhục người câu như thế. Anh nhấc cá lên cho mọi người xem nào. Cá anh để đâu? Qua bác Phan Tùng được mấy con này. Theo em biết thì 3 con và sáng được thêm con nữa thì em không biết. Úi giời. Dạ. Toàn tật tép le à. Đấy, bác Tùng 2 ngày đi là gọi là không lấy cá, nhưng hôm nay đêm qua đã lấy nhá. Chúc mừng bác Phan Tùng nhá. Vỗ tay, vỗ tay. Hoan hô ấy. Hai cái con kia to phết đấy nhỉ. Không phải tên này đâu. Kìa to ấy. Toàn cá đẹp. Xong cái này làm gì ấy? Cái này vào bong á. em vứt xuống sông nhá. Ui nó đấy. Đấy. Cho vào đây.